nhờ các vị mình nhắc nhở mình. Khi mình đã thuần thục rồi thì tự nhiên mình đi đóng chèo để ra khỏi sông Ba Biển rồi, khỏi cần mình phải lo. Nhưng mà lúc đầu đã bị yếu quá đi thì phải nhờ bạn lành, phải nhờ thầy tốt, phải nhờ thầy hiền để mà nhắc nhở, làm cái thánh duyên tương trì cho mình. Chứ còn nếu mà mình giải đãi một tuần chưa tuần cái căn của mình nó đã phản chứ lúc đầu. Nhưng mà lúc mình thuần thục rồi đó, cái tâm mình mà gọi là đã chuyển từ cái vọng nó trở qua cái chân, lúc bây giờ mình mở không có ấm đâu con mắt nữa thì cái đèn vẫn là cái đèn. Cũng như người ta nói mặt trăng ở dưới nước tuy không phải là mặt trăng thiệt nhưng mà nó cũng không phải là không phải mặt trăng, là bởi vì có mặt trăng trên, nó chiếu mặt trăng ở dưới nước. Người ta nói là mặt trăng dưới nước đó, không phải là mặt trăng thiệt nhưng mà cũng không phải là không mặt trăng thiệt. Lý nó rắc rối cho mình cái chỗ đó, là phải hiểu, mà hiểu được là hay, còn hiểu không được thì phải cho nó hay. Đức Phật nói thêm này, ông Tu Bồ Đề, trong ba cái tâm á, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm quá khứ không thể được bởi vì nó đã qua rồi. Đây là cũng nói vọng, vọng cho nên nó mới chia ra ba thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhớ nè, để ý dùng nè. Cái tâm quá khứ nó không thể được là bởi vì nó đã qua rồi, nó đâu có còn hiện tại, thấy không? Còn cái tâm hiện tại cũng không thể được. Tại sao? Ai mà trả lời về cái tâm hiện tại nó bất khả đắc, hiểu không? Ta hiểu, hiểu không? Ta hiểu đọc kinh Kim Cang rồi đó. Tại sao cái tâm hiện tại là nó không thể được? Tâm không còn hiện tại. Tâm thì dùng cái chú không thể được. Cái mà không nhìn thấy, không thể sợ, cái mà không thể làm cách nào mà thấy được. Nhưng mà thầy như là có nhờ những cái mà làm gì đâu mà hiểu được, đó là cái tâm. Thầy hiểu được cái tâm không? Hiểu được không có tâm? Dạ, nó vì cái tâm không thể thấy được, không thể bắt được, nó không có màu sắc, không làm thế nào mà thấy được. Thế nhưng mà làm sao để thấy được nó là nhờ cái mà người ta tư duy, người ta biết những cái lẽ nào, cái lẽ kia, thì lấy cái đó làm cái tâm. Cũng như là thầy vừa mới nói, nhận được cái chính là nhìn thấy cái tà thì mới thấy được cái kia, cũng như nhìn trăng trên trời và nhìn trăng dưới nước thì thấy trăng trên trời, mà thấy trăng trên trời thì biết cái kia là cái bóng. Cái tâm quá khứ tức là cái thời gian quá khứ nó đã qua rồi. Còn cái tâm hiện tại cũng không thấy được là bởi vì cái tâm hiện tại bây giờ nó cứ lăn xăng này, nhớ đó. Nó ở trên này, nó tới kia, nó nghĩ trên người cũng như sống nhấp nhô, nó hết đợt này, nó qua đợt kia, em thì nó chịu. Ví dụ như bây giờ nó tức tước này, nhưng mà hiện tại này, nhưng mà cái tức tắc tước này, rồi nó đi. Do đó cho nên đó, cái điều này là cái điều quan trọng này, mà khó có ai nhận. Là làm thế nào, tập thế nào, thực hành thế nào để cho tâm mình cứ là tự như tự nhiên như nhiên không. Trước việc bây giờ quý vị xét lại đi, về nằm suy nghĩ gác tay lên trán nghĩ lại coi, cái tâm mình nó có cho đến trong giấc ngủ, cái mộng trong ý thức, ở trong giấc ngủ như vậy cái tâm mình nó không yên, mà nó tâm không yên thì làm sao mà nó sáng được. Còn vị lai tâm bất khả đắc, cái tâm mà chưa đến đó, thì nó đâu có thể được, nó chưa vị lai. Cho nên ba thời gian tìm cái tâm không được đó. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, đây trong đoạn này Phật nói cho chúng ta nữa. Cái tâm quá khứ nó đã qua rồi, cái tâm hiện tại thì lúc bây giờ nó là cái lăng xăng, nó lăng xăng, nó không có trụ, nó không có như, mà nó cứ lăng xăng là nó cũng không thể được. Còn cái tâm vị lai thì nó chưa đến. Vậy thì bây giờ như thế nào? Ở trong kinh khác Phật nói như thế này: người muốn giữ tâm thanh tịnh, bởi vì tâm có thanh tịnh rồi thì sự vật mới chiếu soi mới biết được. Điều này là điều hơi khó cho người tu, nói thì hơi dễ đó nhưng mà hành trì nó mới khó.
là nó không phải khi không mình muốn làm được. Ví dụ như quý vị mà tọa thiền đó, hay là niệm Phật, niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật, hay là bái sám, lạy sám hối đó. Lạy sám hối cũng là quý vị phải nhất tâm để mà lại để làm chi, để cho những cái gì vọng ở trong con người nó chuyển lần đi qua cái trên. Thì cái chuyện đó không thể nó là một mai một chiều mà xong được, hay là một thời sám hối, hay là một buổi niệm Phật, hay là một tháng ngồi thiền mà tâm nó phải nóng lòng, nóng lòng. Hồi xưa các đức tổ ngày tìm cái gì ngộ, giác ngộ đó, nó có phải tìm như vậy. Các ngài biết, các ngài biết như thế nào, biết rằng mình tu tập nhất định phải có cái ngày ngộ, nhưng mà chưa biết, chưa biết cái giờ phút nào, cứ lo tu, cứ lo tiếng, cứ lo đó. Nhưng mà cái ngộ ở trong một giây phút thôi à. Như ngài Thạch Đầu Thiền Sư, ngài tên cái chữ Thạch Đầu Thiền Sư, ngài tu rất lo, rất là lo, quan sát cảnh này vật ngộ tu tiếng tu nó lắm, nhưng mà chưa được giác ngộ. Đến một bữa nọ, ngài ngồi sáng mặt trời chiếu lên, chiếu soi ở trên không trúc, rồi ở dưới góc bụi trúc đó, có một cục đất mặt lớn, rồi ngài dùng một cái cũng như một cái cây, ngài đạp cái cục đất đó, vỡ ra, vỡ cái cục đất đó ra, thì ngài quát như ngài nhìn thấy cái lạ kìa chưa? Đó, mà tu cả bao nhiêu năm, thành ra mỗi người cái mỗi vị tu cái căn tánh nó không có đồng. Người đến này mình hỏi trong một ngày đây ở trong nhà ba bốn huynh đệ anh em, người thì nghĩ thế này, người nghĩ kia, sáng nghĩ khác, trưa nghĩ khác, chiều nghĩ khác, tối nghĩ khác, không có gì. Thì trong cái sự tu tập lượng theo đó là mình hiểu sự tu tập của mình nữa, mỗi ngày ngộ khác nhau. Bao nhiêu tôi nói ngày Thạch Đầu Thiền Sư đó, ngày khi mà đập vỡ cái cục đất ra, từ đó đó ngày lại ngộ đạo. Mình mà bây giờ đắp thẳng ra mình đập cả ngày thấy nó ngộ ngộ rồi bị cái đất chưa tới. Thành ra cái sự tu của mình phải giữ luôn luôn thanh tịnh tỳ trí, rồi có một ngày nào sẽ ngộ. Mà khi mà người đã ngộ rồi, người ta mới hy sinh cho cuộc đời, ta không còn cái gì nữa đó rồi, thấy không? Còn nếu mà chưa ngộ được cái đó thì luôn luôn tiếp trên này thích trên kia, nghe nó đủ kiểu hết rồi á, mà cái ngộ đó không thể cho mình biết trước được. Cái đó tự mình à, gắn từ chỉ. Bây giờ tôi nói cái thí dụ, tôi nói cái thí dụ để quý vị thấy rõ đó. Thí dụ như bây giờ người đi trên chiếc máy bay để đi đến Hạ Vi Di, để đi đến đang ngày như bây giờ tôi nói hẳn chúng tôi đi cố gắng để lo đi từ Vinh Pháp qua này ha, thì dĩ nhiên là lo hành trình trước là cũng phải lo mọi việc, như là cái gì theo thủ tục thường lệ phải lo hết á. Cái sự tu tập đó cũng vậy, phải lo chứ. Dù là học đạo vô, học đạo men, học đạo mà không lo tu hành, không lo là khó, không khó thành công lắm. Thì trong cái chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ, nghĩa là luôn luôn theo cẩn thận mọi việc cẩn thận, nhưng mà trong lúc đó cái hình chưa biết là thế nào, chưa biết, nhưng nghe người ta nói thôi. Đọc sách báo nghĩa là nghe người ta diễn tải, nhưng mà chưa biết, thấy không? Chưa biết. Thì trong lúc đó trải qua mười mấy tiếng đồng hồ, mình cố gắng, mục đích của mình là tới luôn chứ tới đâu nữa, thấy không? Nhưng mà đã không biết mà. Thì tôi cũng vậy. Nhưng mà phải
hãy nhất tâm nhất đức á, chứ không phải nói là mới ghé cái trạm nào bây giờ nó xong xong tôi xuống trạm này sao chứ không đi luôn 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 rồi rồi à. Nghĩa là không bao giờ tâm nào chứ có được ha. Nhưng mà trải qua một cái thời gian đó là bao nhiêu tiếng đồng hồ trên chuyến đi, cái sự thực đó là mình cũng chuẩn bị trước đó là cũng bao nhiêu thời gian nữa, có khi hai tháng, có khi một tháng, có khi cả năm, có khi đâu ba năm ha. Thì máy bay chúng ta đều đặn, mình cứ ngồi trên đó suy nghĩ, nhưng không biết chưa biết cái gì đó. Khi mà máy bay vừa nghĩa là đáp xuống á, thì mình nghe ở trong cái chứ là nó báo tin á, thì nó là rồi còn 5 phút nữa, hay 3 phút nữa, hay là 1 phút nữa, hay là bây giờ đã đến phi trường Honolulu, thấy không? Thì nó chỉ cái sự tôi kia, cái sự đi á, nó đã trải qua một thời gian lâu, nhưng mà cái khi mà ngộ á, nó nhất thời trong tích tắc. Hiểu được không? Cái gì hiểu không? Sự tôi cũng vậy, nghĩa là có thể nói rằng cố gắng phải nhờ cái cố gắng đó, chứ nếu mà chúng ta không cố gắng thì xin lỗi mình không bao giờ biết Honolulu. Nó cái ví dụ vậy đó, là phải cái cố gắng, nhưng mà cái khi đến, cái khi ngộ chứ, thì nó chỉ ở trong tích tắc thôi. Hay là cái gì, đó là tôi nói một cái ví dụ khác, cái gì đi qua Phật Quốc, đi qua bên Pháp Quốc, đi qua bên Anh Quốc, đi tất cả chỗ nào cũng vậy. Nghĩa là khi mà ngộ tức là gì, là hiểu biết chứ gì nữa, là rõ ràng cho mình thấy rõ ràng chứ gì nữa. Đó là tích tắc. Nhưng mà cái hành trình đó phải dễ, thấy không? Phải tới ngày thứ kia nó mới được. Vì vậy cho nên á, cố gắng đừng có, trong khi cố gắng tu tập như vậy, đừng thèm trông. Có nhiều người khổ lắm, tu thì mới có mấy năm thôi mà cứ trông thành Phật ra liền. Nó không biết giờ mà thầy cũng tôi cũng mừng mấy năm rồi, nhưng mà chưa thấy thành ông gì đi chưa có đúng mức làm sao thành ra được, phải không? Cho nên ông kinh có câu kêu là xuân đáo hoa khai, hãy mùa xuân đến thì hoa nó nở. Bây giờ mùa xuân nó chưa đến, mới cái mùa thu thôi, trồng cái hoa mới tới mùa thu mà cứ ra bây giờ sao không thấy nở thì mùa thu đi. Tới mùa đông sao thấy nở, bởi những mùa xuân nó chưa đến. Mà khi cái mùa xuân nó đến rồi á, thì quý vị nên nhớ rằng khỏi còn trong nó nữa, nó cũng nở. Nên là bây giờ nó tu tập đi, đừng có lo thành. Sao mà lo thành, có nhiều người tu ý mà lo thành, muốn thành cái điều là tham lam nữa, còn cái nỗi đó nữa thì chết nữa. Hay là có câu khác á, một vị tổ nó trì thành nguyện thiện. Cái câu đó cũng nói cho người tu đó, người tu tập á, trì là nếu mới trì là để gì không? Trì là cái ao, trì liên trì hải hậu trì đó, trì là cái ao, trì thành tức là cái ao mà mình đào rồi, trì thành mình cố gắng mình làm mình đào cái ao đó. Nếu ở nhà ở Việt Nam mình đào ở đây chúng ta đào ra mình thả cá nữa đó. Thế cái ao mà khi đào xong rồi thì dĩ nhiên là nó có nước, mà hãy có nước thì nguyệt hiện, nguyệt là mặt trăng, hiện là nó có nước, thấy không? Đã, nghĩa là mình lo đào ao tức là tu nó, lo tu tập đi, tu cho đúng mức đi. Ở khi mà tu đúng mức rồi, cái tâm thanh tịnh, cái tâm được thơ thới, thì tự nhiên là mặt trăng trơn tắm nó sẽ hiện. Và những cái câu đó rất hay, nó cũng nằm ở trong cái lý sinh cương. Nếu mà đào ao là chỉ cho cái công tu tập, mà khi xong giờ phải ao có nước là mặt trăng hiện. Bây giờ không bảo mặt trăng hiện nó cũng hiện, nhất là nước còn cái ngọn nước trong nước đục nữa. Nếu mà nước thiệt trong, lòng mình, tâm mình thiệt thanh tịnh trong veo thì là cái mặt trăng nó hiện còn vậy. Còn nếu nước đục thì mặt trăng nó chỉ hiện sơ sơ cái yến sáng thôi. Nếu mà mặt trăng nó kêu là nước nó vừa không trong không được, là chỉ thấy kêu là một cái vòng trăng đại khái vậy thôi. Thì cái đó là nói thí dụ cho những sự tu tập. Cho nên quý vị đừng có lo là mình không giác ngộ, mà chỉ bây giờ mình lo làm sao mình phải tu cho đúng cách,
đúng chỗ, đúng phương pháp, đúng với lại cái kêu là cái bản năng của mình. Bởi vì mỗi người có cái bản năng khác nhau, cho nên Phật mới chế ra 84.000 pháp môn mà hôm qua tôi giảng đó. Chứ tại sao mà Đức Phật chế ra nhiều là tại vì mỗi người cái gì đây nè, nào mỗi người một cái tánh khác nhau, mà cái tánh khác nhau là phải hành theo cái pháp khác nhau, cũng như mỗi người nói cách nôm na đi có cái bệnh khác nhau, cũng ai giống ai mà đã là bệnh khác nhau, mỗi chứng bệnh thì có mỗi thứ tu chưa, còn theo thứ mình tu này trở thứ tu đây. Nói đến cái phần thứ 19 là pháp giới thông hóa, nghĩa là ở trên kia là nói về tâm, bây giờ nói về cảnh. Pháp giới đây là chỉ như sự vật để mà khai thông sự vật, để mà làm cho chúng ta nhận chân được sự vật. Pháp giới đây là chỉ ở bên ngoài là thế giới đó, vũ trụ đó, còn ở trên đó là nói về tâm, đồng thể là chỉ ở bên trong. Ở trong thì muốn nhận sự vật cho rõ ràng thì phải có ngũ nhãn. Ngũ nhãn thì chắc chắn là mình được một rồi đó, là cái chắc chắn rồi đó. Một của mình là nhục nhãn, kế đó được ở đây có ai được huệ nhãn chưa? Huệ nhãn nè, pháp nhãn nè, trong luật thiên nhãn và pháp nhãn là Phật nhãn. Bây giờ đây nói tới về khai thông được những cái gì ở trong pháp giới. Pháp giới là chỉ cho vũ trụ đó. Này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Nếu có người tâm đã thanh tịnh rồi thì có biết được cái vật ở trong đại thiên thế giới không? Thì ông Tu Bồ Đề ông nói vậy. Nếu mà người mà tâm thanh tịnh thì chắc chắn biết, còn nếu mà người tâm chưa thanh tịnh thì chịu. Thì ở trong này nói, Đức Phật nói rằng tại sao vậy? Thì Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói bởi vì cái phước đức với cái trí tuệ của những người đó còn kém. Phước đức là cái gì? Trí tuệ là cái gì? Thì tôi xin giải thêm. Bởi vì người mà có đủ phước đức trí tuệ thì mới nhận chân được pháp giới một cách dễ dàng, tức là khai thông đó. Nên chúng ta nên nhớ hàng ngày, ngoài chúng ta lo thực hành, tức là tu phước, phước đức á, phước đâu đức đó, còn bên trong á thì phải nhí thì giờ để mà lo tu huệ. Tu huệ là gì? Tu phước là gì? Sẵn đây tôi nói, tu phước tất nhiên là những gì mình giúp được cho đời, cho người, cho thân thuộc là mình giúp. Những gì mà có thể mình giúp được để làm cái chỗ quy hướng cho bá tánh vạn dân, cho đồng bào các giới là mình làm. Mình làm nhưng mà mọi người đều được hưởng cái phước đó. Ví dụ như bây giờ quý vị xây lên một ngôi tháp, cất lên một điểm chùa, thì thiệt ra đó là tu phước ở đây chưa? Mình xuất tiền ra, hoặc là mình ra công, hoặc là ra bỏ thì giờ, thì mình nhập một bên mình thiệt. Nhưng mà khi tạo được ngôi chùa rồi thì làm cái chỗ quy hướng cho bá tánh vạn dân, người ta đến đó cho quý vị thấy, đây là mình một cái chỗ còn đơn sơ tạm thời, mà có cái chỗ thờ phượng trang nghiêm để bá tánh từ lớn đến nhỏ, cho đến nỗi có những người đạo khác người ta cũng tới, người ta cũng là tưởng Phật nhớ Phật cho cái dựng lại ông lại. Tôi nói là tôi này ông một sư giống linh mục đó, ông tới ông cũng đứng ông tưởng Phật, ông nói ông cũng cung chiêm ngưỡng tưởng ăn cung chay đó, thấy chưa? Thì các những cái việc đó là gì? Mình làm mình chịu khổ thiệt, đó là phước chứ gì nữa. Rồi ba tấn người ta hết lớp này tới lớp kia, hết lớp kia tới lớp nọ, người ta quy hướng tâm người ta được nhẹ nhàng, người ta không có cái sự mà khổ đau nhiều. Đó là nói về phước bên ngoài. Còn đức bên trong tất nhiên là trí tuệ. Thì cái trí tuệ mà nó có, cái công đức mà nó có hiển lộ á, là phải cố gắng ở bên trong. Bên trong là bởi vì mình từ lâu, từ đời trước tới đời này, từ khi nhỏ cho tới bây giờ, bị mình chạy theo đời nhiều quá đi, cái vọng tưởng vọng động của mình nó nhiều quá đi. Bây giờ mình phải làm sao để mà mình giữ gìn lại, để mà mình
coi như là mình lau chùi cái tâm của mình lại, cái gương lòng của mình lại. Do đó cho nên mới có cái phương pháp mà giúp cho mình là gì? Tọa thiền, nhất tâm niệm Phật nè, tụng một thời kinh trang nghiêm nè, thế những cái đó là để giúp lại cho tâm hồn mình nó trở lại. Do đó khi mà bên ngoài phước đức mình có gieo sẵn, bên trong trí tuệ mình có tạo được, thì lúc bây giờ nhận trong sự vật không có gì khó. Cho nên ở trong đoạn này Đức Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề, những cái người ở trong ba ngày đại thiên thế giới muốn nhận chân được thế giới như thế nào, pháp giới như thế nào, thì phải có dễ dàng hay không thì Ngài nói khó. Tại sao? Là tại vì phước đức trí tuệ người ta chưa đầy đủ. Làm sao mà được đầy đủ thì phải tạo, tạo phước đức. Mà cái tạo phước đức nó phải do cái gì? Nếu mà mình chưa biết được một cách rõ ràng thì nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ thiện hữu tri thức, nhờ kinh, nhờ sách, nhờ những cái người xung quanh. Chứ nếu không á, những người xung quanh cũng phải chưa là bạn, cũng phải bạn tốt. Chứ nếu mà những cái người bạn xấu, những cái người mà bạn mà cứ đưa mình đi xuống là cũng khổ lắm. Vì hồi xưa có cái tích mà vua Ba Tư Nạp, đây tôi nói cái chuyện đó. Tất nhiên là tạo cái phước đức trí tuệ mình phải cho biết và phải có người nhắc dẫn, chỉ dẫn. Hồi xưa vua Ba Tư Nạp khi mà chưa trở thành người Phật tử thì mới lên trị vì thiên hạ ở nơi cái nước kêu là Savasti, thế gì quá. Thì vua Ba Tư Nạp một hôm nọ ban đêm nghe có cái tiếng kêu la lớn lắm, kêu là Dusavano. Cái tiếng đó là một cái tiếng có thể nói rằng nguy hiểm. Nghĩa là trong khi mà vua Ba Tư Nạp coi như là thì ta chim bao thì đúng chim bao, nghĩa là ngài mới vừa nằm đó thì nghe cái tiếng đó Dusavano. Thì cái tiếng đó sáng ngày hậu vùng thần này, thì các vị vùng thần nói rằng bây giờ nó có biết cái vụ đó được. Và khi mà nghe cái tiếng đó rồi thì trong tâm hồn của vua Ba Tư Nạp thấy rằng nó xuống và thấy lo, mà không biết lo cái gì, nghĩ mà không biết còn nghĩ cái gì, sợ mà không biết sợ cái gì. Thì vua Ba Tư Nạp mới hậu vùng thần lại, thì ở trong vùng thần nó nói các quan đó mới nói rằng cái chuyện này thì phải anh mời các thầy Bà La Môn tới đoán giùm, chỉ giùm cái chữ đó, cái câu đó, cái điều đó. Thì mời các thầy Bà La Môn tới nói rằng nguy hiểm cho hoàng thượng, hoàng thượng rất là nguy hiểm, là bởi vì bốn cái tiếng mà kêu là Dusavano đó là cái tiếng coi như là một cái biểu hiệu mà sơn hà xã tắc sắp sụp, mà tánh mạng của nhà vua cũng sắp tàn. Có nhận quan hồn anh chứ. Rồi bây giờ ngài hỏi vua Ba Tư Nạp hỏi chứ bây giờ các vị hãy giúp cho chúng tôi như thế nào. Nói cái đó là cái biểu hiệu của các âm nhân tức âm linh của hồn các bác đó nó phá. Thì bây giờ đây phải làm một cái lễ để mà tế trọng. Cái lễ đó phải thế nào? Phải bắt 100 con vật, đào một cái hầm rồi bắt 100 con vật, coi như là dùng cái máu của 100 con vật đó đổ với cái hầm lửa. Không phải 100 con vật đâu, mà cần phải tìm 100 kẻ đồng nhi, 50 nam, 50 nữ, nít nhỏ nhỏ và đồng tử, đồng nữ đó, để mà lấy cái máu nó đổ. Thì cái sự tai họa của nhà vua mới hết, mới qua. Cho nên người ta gọi là có lễ tế trần đó. Nó gọi là môn thần mệt sử dụng đó. Thì vua mà nghe cái chuyện đó, nghe cũng không phải phải, rồi ra lệnh bắt nào là xúc vật mà ra cho các
quận, các tỉnh, các xã, người ta phải đem nạp mỗi một xã là mấy đứa trẻ con. Trong một thời gian ngắn là bao nhiêu phải lo là cái lễ tế đó. Mấy thầy bà Lâm Môn đứng ra để mà tế cái lễ đó, dễ sợ vậy. Tức là 100 mạng thú vật và 100 mạng trẻ con là 200 mạng. Thì các thầy bà Lâm Môn nói rằng nếu được như vậy đó thì sơn hà xã tắc yên ổn, và mạng của nhà vua cũng không có gì đáng lo. Thì ngài ra lệnh để mình làm, ra lệnh để mình làm đúng như vậy. Thì cái ngày mà sắp sửa còn ba nửa bữa nữa sắp sửa mà lên nhà quả để mà tế tế thần, tế thánh, tế âm linh gì đó, trẻ con nó khóc thôi rồng rồng, thú vật nó kêu thảm thiết trong hoàng cung đó. Rồi bà Malika trung vai dịch là mạc lợi phu nhân đó, Malika tức là vợ của vua Ma Tinh này, nghe tiếng thảm thiết, nghe tiếng thú nó kêu như vậy. Lúc bây giờ bà mới hỏi cái duyên cớ tại sao vậy? Thì có một số các quan đại thần to thưa với bà là, trình lên với bà là cái diễn tướng nó xảy ra vậy đó. Ngài đi thẳng tới cái chỗ của vua Ba Tư nè làm việc. Bà thưa, bà cũng hỏi lại cái đầu đuôi gốc ngọn cho nó rõ một lần nữa. Thì vua Ba Tư nè cũng nói là tôi làm thấy không phải là điện kim bao, mà như có những người tới họ la bốn cái chữ đó, Du Savano, Du Savano tức là cái tiếng là ngoài tiếng qua cũng như là cái gì đó, cũng như là sự việc sẽ sụp đổ, nghĩa đen nó vậy đó. Đó do đó cho nên bây giờ các thầy bà Lâm Môn bảo như vậy đó, tôi phải làm để mà lo cho họ sinh hạt thách thách, lo cho ngai vàng, lo cho tất cả những hoàng cung hoàng tộc. Bà Malika nói là tại sao hoàng tử kém thông minh quá, ui bà nó ngu quá. Nó nói là cái gì một lần mà giết mạng người như thế, giết mạng thú vật như thế mà hoàng tử cũng để mà là bên cạnh chúng ta có một vị đại giác ngộ, tại sao mà không hỏi ngày đó? Thì lúc đó bà Malika tức bà Mạc Lợi phu nhân là đã thành một vị phu mà di rồi, nhưng mà vua Ba Tư Nạc chưa huy động Phật pháp, nhưng mà cũng muốn cản cái sự tiến ngưỡng của bà. Thì vua Ba Tư Nạc nghe cũng phải, cái ý kiến của bà Malika là một ý kiến chính xác, cho nên chính ngày còn có 2 ngày nữa nè, nương kéo là 200 mạng. Thì vua Ba Tư Nạc đích thân và qua ở bên tịnh xá của Phật bạch với Đức Phật cái vấn đề mà cũng biết bữa trước tôi có nghe trong giấc chiêm bao chưa phải ngủ đương mơ màng nghe thiên hạ họ la trong giấc chiêm bao đó là Du Savano, Du Savano, Du Savano. Thì Đức Phật hiểu cái chuyện đó, Đức Phật nói chuyện tôi biết. Thì hỏi chứ không biết bây giờ phải đối phó như thế nào, phải làm như thế nào. Thì Đức Phật nói rằng cái chuyện này nói gì đâu đó. Bây giờ hoàng thượng vì đó cái bốn cái chữ đó là những vị âm linh, vì những vị âm linh đó là liên quan mật thiết với hoàng tộc với hoàng thượng. Mà hiểu bây giờ người ta đang đau khổ ở nơi một cái âm cảnh, một cái cảnh của chưa là cái cảnh của người chết rồi. Thì bây giờ không có cái gì lạ hết á, bây giờ làm sao cho những vị đó, những cái vong linh đó, những cái âm linh âm cảnh đó họ được siêu thoát và được đầy đủ, thì cái chuyện đó không có cái gì. Chứ không thôi họ sẽ đúng, họ sẽ phá này, họ sẽ quấy phá ở nơi triều đình. Thì Đức Phật nói rằng tôi được rồi, cái chuyện đó để mà chứ là lập đàn chẳng tế, lập đàn chẳng tế. Chính Đức Phật ngài ra đó cũng như là chứng minh, rồi ở trong đó các vị A-la-hán thì lo cái đàn chẳng tế nó xong rồi để mà độ đó, kêu là cầu siêu bạc độ đó, cái nghĩa nó như vậy, để mà cứu cho mạng sống của 200 mạng
không có được nguy hiểm đó. Thì sau khi cái buổi lễ cầu siêu bạc độ xong rồi thì vua yên tâm, Sơn Hà Sa Tắc coi như là bình định như cũ, cứu được 200 mạng sống. Thì cái chuyện đó nói lên cái gì đây? Cái mẫu chuyện nó như vậy đó là để nói lên, nếu chúng ta biết cái cách tu phước, hay là cái người hướng dẫn, cái người chỉ bảo cũng cái việc đó thôi, nhưng mà khéo một chút á là chúng ta tu tiến nó dễ, thấy không? Còn nếu mà ngược lại không biết một chút là nguy hiểm vô cùng đó. Như cái trường hợp của vua Ba Tư Nặc với lại bà Malika, tức là Mạc Lợi Phu Nhơn. Thành thử ra tóm lại để cho chúng ta biết rằng cái vấn đề tu phước nè, hay là vấn đề tu huệ nè, là phải biết cách. Có nhiều người họ tu tập thời gian rất ngắn mà họ được kết quả tốt, có những người tu tập rất nhiều nhưng mà cứ đi lên quanh lẩn quẩn, cũng như quý vị lái xe thì tôi vậy đó. Nếu mà biết đường đó thì kêu là lái như một đi tới nơi tới chốn, còn nếu không thì cứ tới đi trở lại tới đó mà cũng được cái gì hết. Cái sự tu tập cũng thế. Thì cái đoạn này mà nói về nếu mỗi người nào ở trong thế giới mà muốn biết thông suốt, muốn biết được những cái gì ở trong pháp giới chúng sanh một cách rõ ràng, là người đó phải có phước đức như thật, phải có trí tuệ như thật thì mới rõ. Mà muốn được như vậy thì có gì đâu, vấn đề tu tịnh, vấn đề thực hành, vấn đề cố gắng, vấn đề coi như là tinh tiến ba la mật. Thì để cho biết Phật tử hiện diện đây biết là cái vấn đề tu tập thực ra nó, nếu nói khó thì cũng không phải là khó, mà nếu nói dễ thì cũng không phải là dễ. Tại sao vậy? Tại cái là mình thực hành có đúng cách hay không. Bởi vì khi mà đúng cách rồi, bệnh mà cho đúng thuốc rồi là làm việc. Còn nếu mà bệnh nam mà chữa bắt, bệnh một nơi mà chữa ngã, nếu không nói lặng thuốc hoặc là nguy hiểm là khác. Thành thử ra sự tu tập phải gắn. Ví dụ bây giờ quý vị thực tế là quý vị đến chùa thì có hai cách để quý vị thực hành. Cái cách thứ nhất á, nếu quý vị nghĩ một cách thường thôi thì quý vị lo kêu là cầu phước, cầu báo, cầu an, cầu nguyện, thì cái chuyện đó là chuyện thông thường, thấy không? Còn nếu mà quý vị nào mà hiểu đạo cao chút, học đạo kỹ lưỡng chút, thì mình phải giữ một cái phương pháp của mình tịnh tâm để tu. Ở trong tất cả những cái pháp mà các vị sư đã nêu ra hay là Đức Phật đã để lại, mình phải chọn một pháp để mà mình tiến tu đạo nghiệp. Rồi đồng thời á, tất cả những cái việc làm của mình, việc tu phước á, mình hầu hướng những pháp giới chúng sanh, mình khoảng cần học cho mình. Hầu hướng là vậy đó, nghĩa là để giúp đỡ cho chúng sanh, bởi vì cái đó nó mới là quan trọng. Còn làm mà để cho mình á, để sau này mình chỉ hưởng phước một chút rồi. Hưởng phước nghĩa là sống lại cũng hưởng phước, giàu sang vậy, nhưng mà giàu sang ở trong cái sanh sanh tử luân hồi, hay là sanh già bệnh chết. Cho nên khi mà người ta hiểu rồi, người ta làm cái việc gì người ta xin hầu hướng được pháp giới chúng sanh, chứ không hầu hướng cho mình. Thì hầu hướng cho mình có chứ phải không? Nhưng mà có sau này mình trở lại cảnh giàu sang, nhưng mà giàu sang nó nằm ở trong sanh già bệnh chết thì giàu sang không có. Còn nếu mình giải thoát thì nó tuyệt hơn rồi. Bây giờ đây nói đến cái phần thứ 20 trong kinh Kim Cương là cái phần lìa sắc tướng. Lìa sắc lìa tướng, tại vì mình từ hồi nào tới bây giờ cái gì cũng nằm ở trong cái sắc tướng nhiều quá đi, sắc tướng âm thanh, thấy không? Bởi vì mình mang thân rồi, rồi cái gì mà xung quanh thân mình đã có sắc tướng là mình thấy rồi. Còn để ý là người nào như mình thấy trăm người như một, phải vậy không? Bây giờ Đức Phật nói những cái sắc tướng đó nó không có thiệt, mà ngàn xưa tới bây giờ ai ai cũng cho nó là thật, cho nên khổ vì nó, chết cũng vì nó, tạo nghiệp cũng vì nó, tạo không biết bao nhiêu tạo lỗi cũng vì nó. Bây giờ mình biết nó không có phải thật,
hiểu được nào. Thì bây giờ đây không có nghĩa là đem những cái đồ đó hay là nhà cửa ruộng vườn mình ra được phá hoại, không phải vậy đâu. Nhưng mà tâm mình đừng cho, đừng có quá cố chấp nó, hiểu không? Để cho nó giải thoát, nó thanh thoát. Còn mà cứ bám biếu nó là nguy hiểm. Cho nên trong này nói nè, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như sao? Phật có thể dùng cái huệ nhãn để mà nhìn thấy những cái sắc, nhìn thấy cái tướng đầy đủ không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rằng, đối với Đức Thế Tôn thì chắc chắn rằng Đức Thế Tôn sẽ biết hết. Thì Đức Phật hỏi, vậy thì tất cả chúng sanh ở trong thế gian này, nếu mà muốn lìa sắc, lìa tướng đó thì phải thế nào, theo ý ông nghĩ thì sao? Thì ngài Tu Bồ Đề, ngài mới trả lời rằng, tất cả những, nếu mà muốn lìa cả sắc, cả tướng đó là chỉ có cách là trở lại vấn đề là đừng có nên coi như là cho những cái sắc đó, cái tướng đó là thiệt. Tại vì mình có thiệt mà đừng nói kể sao, mà đâu có cái gì thiệt, cũng nhìn nghĩ lại cho kỹ đi, có cái gì mà thiệt, kể cả cái thân tứ đại của mình đây cũng là không thiệt. Đây về mang khác thấy không, nghĩa là 30 năm về trước mình thấy cái thân mình nó khác, bây giờ thì nó hơi khác rồi. Rồi đây chừng dài 30 năm về sau nữa thì thấy nó càng ngày nó càng tàn tạ, già nua cơ hàng. Cho nên người ta mới nói rằng già nua là cảnh điêu tàn đó, cây già cây cổ, người già người si. Mà người đời vì suốt cả cuộc đời không có giảm thiểu được, không có tu tập được, không có tiến hóa được, cho nên cứ nhìn thấy sắc tướng nó là thật có, cho nên tâm linh nó đâu có kêu là phát hiện được. Đức Phật dạy rằng bây giờ thôi mình bớt làm đi, nay chút, mai chút, bốn chút, rồi cho đến cái ngày nào mà mình nhìn thấy sự vật nó là sự vật, chứ không có cái gì đáng cho mình bám biếu nữa, thì ngày đó mình giải thoát được. Nói như vậy nó hơi khó cho đời. Nếu mà chúng tôi không giải thích kỹ đó, quý vị mà suy luận chút đó, hình như hơi mâu thuẫn. Hơi mâu thuẫn là sao? Chỗ thì Đức Phật biểu là phải bỏ đi, bỏ hết. Từ chỗ Đức Phật, chỗ là nói rằng là mình phải cũng như giữ gìn, giữ gìn lại, cũng như nói thân. Cái chỗ thì Đức Phật nói rằng cái thân này nó do bốn đại, nó không có thiệt, nó bỏ nó đi đó. Rồi cái chỗ Đức Phật nó nói rằng cần phải giữ cái thân, nếu không khéo không giảng giải ra thì giống như là mâu thuẫn. Nhưng mà sự thật không có mâu thuẫn, là nghĩ như thế này nè. Cho nên cái chữ mà tu tập trong nhà Phật hay lắm, hay lắm. Thiệt ra mình đâu có tài gì mà mình bỏ một lần được, thưa quý vị, không có. Trừ các vị Bồ Tát, trừ các vị thánh nhân, người ta cái đó người ta quyền hiện, người ta hiện ra, ta muốn bám chặt thì bám chặt sự vật, ta muốn bỏ sự vật, cái đó ta tự tại rồi, đi lại tự tại rồi. Còn người đời phải tu tập, nên chút mang chút bốn chút, để cho ta bỏ lần một lần không được, không thế nào được hết. Do đó cho nên Phật mới nói thiệt, phải nhận chân đó là giả, nhưng mà cái sự bỏ nó hẳn là giả đó thì phải từ từ. Cũng như phải giữ gìn cái xác thân để mà tu chứ. Bây giờ nói rằng là thôi bây giờ nói cái thân này là giả, hoặc nói cái gì nó đều là giả hết, thôi kệ nó, bảo nói nó đi, đừng có lo tao nói nữa. Bởi vì nó khổ quá thì cứ lo ăn uống ba cái vụ đó, nó hết ngày giờ hết. Bây giờ bảo nó đói thiệt đói đi, để không được. Nếu mà bảo đói thì lại là con không tiếp tu đạo nghiệp được. Đừng có lo quá sức, đừng có chạy theo nó, thì đừng có nô lệ nó, điều đó. Nhưng mà lúc nào cũng giữ sức khỏe, biết đâu mình giữ được cái thân này khéo, nó sống lâu, để cho mình tiến tu đạo nghiệp, chứng được quả vị cao, chứ không phải sống lâu hạn của đời đâu. Thấy không? Sống lâu, mình sống một ngày, mình thấy tâm linh của mình sáng một ngày. Mình sống một ngày, chân chung bốn phía mình, nghĩa là được mình giúp đỡ một ngày, nghĩa là nói cách khác dễ hiểu là tự lỡ lỡ tha, tự giác giác tha một cách đầy đủ, sống ngày nào như ngày nay. Thì quý vị nên nhớ, người nào cũng giữ được cái tâm niệm đó, giữ được cái hành động đó thì nó quý quá, tại vì ít quá đi,
100 người thì chỉ được 1 người, 2 người, 3 người thì cái đó số ít quá. Thành ra không có gánh vác hết được cái chuyện mà tôi là khai thông được vấn đề. Đó. Cho nên ở trong này, cái đoạn này Đức Phật nói rằng phải gắn làm sao lìa sắc, lìa tướng. Đó. Sắc tức như mà chỉ cho tất cả những cái sắc mà cụ thể thấy xanh vàng đỏ trắng đó, còn tướng là chỉ là tướng trạng dài ngắn vuông tròn tất cả những cái gì ở ngoài thế gian. Bây giờ muốn lìa nó như thế nào, phải tập lần, phải có trí thông minh, phải biết nương những cái bậc thiện hữu tri thức, những cái bậc mà kêu là bạn lành đó, để mà tập rồi rời lầm bỏ lầm, chứ đừng có nên quá bám biếu. Sở dĩ mà từ xưa tới bây giờ, từ đời trước tới bây giờ mình bám biếu đó, cho nên mình mới khổ. Cái tâm của mình tập nó dễ lắm, không khó đâu thưa quý vị, nếu mình chịu khó. Đọc kinh, tụng kinh, ăn chay, bái sám là để cho tập cái gì đó, tập lại. Chứ không phải tụng kinh mà thành Phật, hay là bái sám mà thành Phật, hay là ăn chay mà thành Phật đâu. Để nhờ những cái đó để tập lại cái tâm của mình. Không thôi, nguy hiểm. Như nói tới đây tôi nhớ cái mẫu chuyện ở trong kinh Pali. Cái chuyện của hai con két. Quý vị biết con két không? Hai con két ở trên núi Tuyết Lãnh đó, chỗ mà Đức Phật tu ngày xưa, hai con két con nó chưa có được kêu là khôn lớn. Thì một hôm nọ bị một cái trận mưa to gió lớn, cho nên hai cái con két đó tuy là nó chưa phải như là két mẹ két lớn, nhưng mà nó cũng có thể nó bay được. Thì trong lúc đó một con á thì lại bị rơi vào, cũng ở trong cái dòng Tuyết Lãnh thôi, núi Tuyết á, bị rơi vào ở trong cái khu vực của các nhà đạo sĩ tu. Thì các vị đạo sĩ đó bắt con két đó nuôi dưỡng cho ăn uống và tập nó rất là hiền lương, thuần thục, lành mạnh. Một con két thứ nhì nó là bị gió đưa rơi vào ở nơi cái chỗ của các cái người mà bất lương ở. Bất lương tức là những cái người trộm cướp. Đó, những cái dân bất lương. Hai con két. Khi mà ở thì một chỗ bị cái hoàn cảnh thấy không? Người xa ở vào chỗ của các vị tu, các vị đạo sĩ á, thì cũng săn sóc, cũng cho ăn vậy. Thì cái tâm hồn của con két đó nó là hiện luôn. Con két khác nó rơi vào trong cái đám hung dữ trộm cướp, thì cái tâm của nó cũng nuôi dưỡng, hai con két đều được nuôi dưỡng tốt. Một hôm nọ, vua Băng Cha La, một vị vua ở gần Tuyết Lãnh đó, trời quang mây tạnh, hết mưa trời lại sáng, thì ngài với lại trong gia đình đi tới để mà cũng như thưởng ngoạn, đi thưởng ngoạn ở bên cạnh rừng núi. Thì đầu tiên đó, là vua đi xa vào gần ở nơi cái chỗ của trộm cướp, cái đám trộm cướp, đám hung đồ. Thì con két nó thấy vua ăn mặc sang trọng, mà hồi xưa thì những con thú nó biết nói, bây giờ nó không biết nói đâu. Nó nói rằng nó định để mà nó báo tin cho bên những cái người chủ nuôi nó, tức là cái đám gì, cái đám trộm cắp, cái đám gian ác đó, để mà ra trộm cướp đồ đạc tốt đẹp của nhà vua. Thì nhà vua nghe được, biết được, linh tánh báo tin được, cho nên sợ ở chỗ đó nguy hiểm. Nhà vua mới lập tức cùng đoàn tùy tùng qua ở bên cái mạng núi Tuyết Lãnh khác. Cho nên nó quan trọng. Và hồi nãy tôi nói đó, cái tâm của mình nếu mà gặp được thượng hữu trí thức thì cái tâm mình nó là khác, mà gặp ác hữu trí thức thì cái tâm mình nó khác.
cũng như hai cái chết kia, một con thì rơi vào ở nơi cái chốn của các nhà đạo sĩ tu hành hiền lương nhân đức, thì cái tập cái tánh nó cũng giống vậy, không có tham lam, không có trộm cướp, không có dục của giết người, ngược lại cũng cái khác nuôi dưỡng, nghĩa là quân tập gần gũi mấy cái người đó, kêu là việc trộm cướp đạo tạc, cho nên nó cũng theo tâm chúng ta cũng vậy. Đạo tâm chúng ta cũng vậy, nếu mà ở gần chùa, gần chiền hoặc là gần cửa hữu di tích, mình thấy cái tâm đó. Còn nếu mà mình gần gũi với những người bạn xấu, thì cái tâm luôn luôn trừ một số nào mà kiên cương tánh. Cái cương cương tánh đó, thì người ta có bỏ đâu, nhưng mà số đó ít lắm. Cái số mà coi như là chuyển hướng một cách dễ dàng thì cái đó là nhiều. Cho nên ở trong đoạn kinh này Phật nói á, nếu muốn xa lìa sắc, xa lìa tướng thì phải cái tâm cho thiệt vững và nhận trong sự tạp vọng, nhận trong tất cả nhân sinh là thống khổ thế cuộc là vô thường như thế nào đó, để mà từ từ mới ly được sắc tướng. Mà ly được sắc tướng là dễ tu dễ giải thoát. Sở dĩ cái sắc tướng nó bị ràng buộc, ràng buộc lắm chứ không phải thường đâu. Đó. Đến cái phần kế đây, tức là cái phần thứ 21, Đức Phật nói bao nhiêu những lời của Ngài nói pháp ra cho chúng sanh, chứ là phi thuyết sở thuyết, phong phần đệ nhị thập nhất. Cái phần thứ 21 là nói rằng Ngài chẳng phải nói những cái lời của Ngài đã nói. Cái này cũng hơi cao hơn. Nghĩa là chính cái lời Đức Phật nói pháp cũng vậy nữa, là vì muốn cho chúng sanh nghe để mà tu tỉnh, mà Ngài phương tiện Ngài nói thôi, tùy bệnh dữ dược, tùy theo bệnh mà Ngài cho thuốc pháp dược á, chứ còn không phải không cố định gì hết. Cho nên Ngài sợ chúng sanh sau này nghe pháp rồi chắc chặt cái pháp đó mà không giải thoát được. Ngài mới nói rằng chính cái lời của Ngài nó nói cũng không có phải là lời Ngài nói nữa, chứ đó là tùy cái nhu cầu người ta giải thoát người ta chỗ đó. Còn mình hãy nói được cái gì, mình hiểu được cái gì thì mình quá chắc chặt cái đó, nhưng chắc chắn không hay. Thì đây tâm đoạn này nói này, này ông Tu Bồ Đề, ông chớ nói Như Lai nghĩ như thế này: Như Lai đã nói pháp rất nhiều, ông cũng chớ nghĩ như thế này: Như Lai đã nghĩ cái pháp rất nhiều. Vì sao? Vì nếu người nói Như Lai đã có nói pháp, tức là không khéo quỷ bán Phật. Mình nói đó, bởi vì có cái pháp nào thiệt ở đâu mà Như Lai nói? Như Lai nói ra là vì người đời người ta chưa hiểu được những cái gì hay, cho nên Đức Như Lai Ngài có phương tiện Ngài nói ra. À, nên nói tới đây tôi nhớ một câu một vị thiền sư ở Huế, ở Trung Việt ở Huế đó. Khi Ngài tu trong một thời gian lâu lắm, cuối cùng trước khi Ngài trả cái báo thân này, trước khi Ngài nghĩ đạo, Ngài nói câu này: kinh sách lưu truyền 80,000 chữ, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ. Chữ gì? Chữ dư. Nhưng bất động đó. Và đang nói cái câu giải thoát chưa? Còn mình đó thì đâu mình nhớ đủ hết rồi, sao mình dư nhiên đó. Thành kinh sách lưu truyền 80,000 tư, tức là kinh sách của Phật mà để lại có tới 84,000 pháp môn. Ngài học hết là Ngài hiểu hết, cũng hết trong thời học đâu. Học hành không thiếu cũng không dư. Việc là nói cái học với cái hành đó, thì làm sao mà ai cho là dư được, thấy không? Mà cũng làm sao mà thiếu được đối với Ngài. Ngài học đó là trọn đời. Cho nên cuối cùng Ngài nói từ cái Ngài xuất gia 7-8 tuổi cho đến khi Ngài nhập diệt, nghĩa là 7-80 tuổi, tôi là học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đã quên nhớ gì nữa.
chỉ nhớ trên đầu một chữ như, lấy đó là lấy cao đó, như tức chưa, như bất động, như cương tâm người như vậy. Nhưng mà nói rằng nói không như vậy không có nghĩa là không biết cái gì đâu. Ngài biết hết nhưng mà ngài không để ý. Cái đó mới kêu là biết. Còn biết mà còn để ý, biết mà còn thua môn uống rượu, biết mà còn lung tung bên thì cái biết anh chưa phải là biết. Cái lý cao học đạo cao hiểu cái lý đó đó, đó là một ngày một vị cũng là một vị đắc đạo à, ở quê học hành trong thứ bốn bao nhiêu năm nay tính lại là tức là cái năm của ngài sắp trả báo thân ha. Chỉ nhớ trên đầu một chữ như, tức là như bất động, mà như bất động là chỉ cho cái tâm của ngài lúc bây giờ không còn động như gì nữa, không còn loạn như gì nữa, không còn vọng như gì, không còn vọng tưởng như gì nữa. Đó thì quý vị làm sao cũng mình nói theo cái gương đó. Thì ở trong này Đức Phật Thích Ca ngài cũng nói với ngài Tu Bồ Đề, ngài nói nếu người nào mà nói Như Lai có nói pháp, tức là quỷ bán đó. Tại sao gọi là quỷ bán? Tất nhiên là không biết đạo, chưa biết đạo. Như Lai có, bởi vì có cái pháp gì thiệt đâu Như Lai nói, không có cái pháp gì thiệt hết. Là nói pháp là cũng như là đã khuôn cái dẫn đầu này tùy khăn, không có thiệt. Bây giờ tôi hỏi quý vị vậy nè, cái bệnh có thiệt không? Cái bệnh không có thiệt. Cái bệnh đó là nó do là ví dụ như bây giờ mình lao, bệnh phổi là tại vì mình làm việc nhiều, rồi mình nói mình la mình hét nhiều cái gì đó, nó đủ cái yếu tố đó nó mới tạo thành cái bệnh, thấy không? Thì cái bệnh đó đâu có phải là thiệt bệnh. Nếu nó là thiệt bệnh đó, thì không có bao giờ chữa được. Thì giáo pháp của Phật cũng vậy, ngài nói ra là tùy cơ, tùy căn cơ chúng sanh, chứ còn không có cái pháp gì thiệt hết. Mà chúng sanh cho Đức Phật có nói pháp thiệt, tất nhiên là ông khéo quỷ bán đó. Không thể hiểu ta đã nói pháp đó là vì phương tiện độ cho chúng sanh không. Này ông Tu Bồ Đề, nó cái người mà nói pháp á, không có cái pháp gì mà đáng nói mới gọi là người nói pháp, hiểu không? Nghĩa là vô pháp khả thuyết thị danh trước pháp, không có cái pháp gì mà nói được thì đó mới là thuyết pháp, hiểu không? Quý vị không hiểu mày hỏi à, cái đoạn này ta hiểu mỹ, hiểu không? Mà người ta hiểu không? Nghĩa là cái pháp mà còn nói được á thì cái pháp đó chưa phải là pháp thiệt, thấy không? Cái pháp mà đừng có nói, cái pháp đó mới là pháp đó. Phải hiểu chứ không? Những cái gì mà Đức Phật nói ra là gì? Phương tiện, gì phương tiện? Chứ sự thật ra cứu kính là phải cần nói, phải hiểu tự nó tự như nó như vậy. Nên là có còn các cái câu tức là như bất động thì di đà, là chỉ cho bản thân mình giao với tên tiền tự thích ra là nghĩa là tùy chúng sanh. Cho nên ở trong năm thời thuyết giáo của Đức Phật mà còn ghi lại trong lịch sử á, có thời nào giống thời nào? Thời thứ nhất ngày nói kinh kêu là cái gì học rồi, có năm thời thuyết giáo nó cái gì học rồi à. Thời thứ nhất Đức Phật muốn cho chúng sanh hiểu một cái tổng quát bao la, hiểu một cái đại thể bao la, hiểu một cái chân lý của vũ trụ. Cho nên thời thứ nhất ngày nói kinh Quan Nghiêm, đã kinh ra kinh Quan Nghiêm. Quan Nghiêm là chỉ cho pháp giới tánh trùng trùng chưa thở, học chỉ rõ cho ông đó như vậy như vậy như vậy đó, kêu là thầu Quan Nghiêm. Thầu Quan Nghiêm là nghe hiểu, nghe nghĩa là nghe mình như là điếc, như là thân nghiến thứ vậy thôi. Còn Đức Phật nói rằng chúng sanh vậy thì sẽ cũng khổ quá, cũng nghĩ rõ đúng cái chỗ đó để rồi đi tinh nhanh. Còn bây giờ không hiểu làm sao, ngày mà trở lại ngày nói kinh kinh gì lễ cho quên cái đoạn cơ mà kinh A Hàm. A Hàm trọn 12 năm, 12 năm A Hàm có nghĩa là như thế là bây giờ ngày tha phương tiện ngày nói, nghĩa là hãy làm lành thì gặp lành, làm ác thì gặp ác, nhân nào thì quán đấy đó, chứ còn không có gì sai hết. Tất nhiên là thờ kinh A Hàm là thật 12 năm. Nói ví dụ đó không? Khi mà dân chúng Phật tử khắp nước Ấn Độ, các vị tu chứng đã hiểu khá rồi á, thì lúc bây giờ ngài mới nói lên
cái giáo pháp phương đẳng. Phương đẳng là cái giáo pháp coi như là giữa thấp để làm cái nhịp cầu qua cao bên này, đây là phương đẳng. Phương đẳng cũng là 8 năm. Rồi khi mà phương đẳng cái thờ, những cái thờ ngày nói liên tục như vậy rồi, đến cái thời thứ tư đó, thời kỳ nó chia ra 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ tư đó là Đức Phật có kinh, cái gì nó làm đâu kinh Quang Nghiêm đầu tiên nè, kinh A Hàm Kế nè, kinh Phương Đẳng là thứ ba nè. Phương Đẳng nói xong rồi cái người Cương Tiện này nói thêm, nhớ không? Kinh không đó, kinh Như Tạng nè, kinh Như Đàn, kinh Bát Nhã học rồi. Mà Bát Nhã Đức Phật nó Phương Tiện nói tới 22 năm trường, 22 năm là bởi vì khai thông cái trí hóa cho người, đâu có phải nó nói một mai một chiều mà khai thông. 22 năm nhị thập nhị niêu Bát Nhã Đà, đến cuối cùng cái ngày Phật gần nhập Niết Bàn đó, ngài chọn ngài nói tên cho thờ Pháp Hoa này Niết Bàn. Pháp Hoa với Niết Bàn chó, Niết Bàn chỉ nói một ngày một đêm. Nhưng mà cái giáo pháp ngài nói trong 49 năm trường đó, cuối cùng trước giờ ngài nhập Niết Bàn, ngài nói rằng ta chưa từng nói một chữ. Cái lý này và nếu mà ngài còn cố chấp ngài có nói pháp á, thì cái pháp nó trở thành bị chấp, đâu không hay. Cho nên năm thời thuyết giáo đó người ta mới đúc kết cho quý vị thành một câu để quý vị dễ nhớ, để buộc lòng là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Tam thất là mấy nè? Tam là ba, thất là bảy. Tam thất là 37. Ba mươi bảy. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, kinh Hoa Nghiêm Phật nói đầu tiên hết á, chỉ cái 21 tam thất nhiều nhất là 21 ngày. Rồi chúng sẽ nghe em hiểu. Rồi ngài mới nói A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, kinh A Hàm Phật nói 12 năm, Phương Đẳng Phật nói 8 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, kinh Bát Nhã Phật nói tới 22 năm. Kinh Kim Cương này nè cũng nằm ở trong cái thảo Phương Đẳng á. Kinh Lăng Nghiêm á cũng trong thảo Phương Đẳng. Phương Đẳng nhiều lắm, bao gồm cổ mỏ cũng trong thảo Phương Đẳng. Kinh Bát Nhã tại sao nói lâu là bởi vì ngài muốn nói khai quá, kêu là cùng tận cái trí quá của con người, tức là Bát Nhã, trí Bát Nhã. Cho nên nhị thập nhị niêm Bát Nhã nào Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niêm. Kinh Pháp Hoa nói 7 năm với là kinh Niết Bàn, thì Đức Phật gọi là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niêm chung lại là 8 năm. Thì quý vị cứ tính đi, thì đó là 49 năm chục năm đó. Trong 50 năm thuyết giáo đó, Phật nói rằng Phật chưa từng nói một chữ. Tùy bệnh cho thuốc thôi, nghĩa là tùy theo mẫu cái thờ pháp. Có chỉ đứng lên hỏi Phật đã làm. Có thờ pháp Phật biết rằng cần phải đưa cái đề tài này để giúp cho chúng sanh hiểu để mà tu tiến. Có những cái thờ pháp là không ai thỉnh hết, mà Phật kêu tất cả hàng đệ tử lại để Phật nói, như Kinh Di Đà chẳng hạn. Cho nên trong này nói, lúc bây giờ ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào ở trong cái đời sau là đời Vị Lai là đời này nè, nghe nói cái pháp này, tức là cái pháp Kim Cương, sanh cái lòng tin như vậy đó, có được những cái phúc báo cao thượng không? Phật nói rằng, Phật nói này ông Tu Bồ Đề, những các chúng sanh đó được, nghĩa là được để tâm để mà lãnh thọ giáo pháp, để là tín tâm, nhưng mà đừng có bám chặt vào đó cho là cái pháp thiệt. Vì sao? Này ông Tu Bồ Đề, chúng sanh mà cho là cái pháp thiệt á, thì cái pháp đó không phải thiệt, là còn chấp, còn chấp có pháp. Mà nếu chúng sanh cái tâm được khai thông
được mở rộng, coi như là những cái giáo pháp mà Phật nói ra, cái giáo pháp lưu lại đó chỉ là cái toa thuốc để mà trị bệnh chúng sanh, để mà bổ thuốc, để mà giúp cho chúng sanh hết bệnh, để mà trở về con đường sáng suốt giác ngộ giải thoát. Thì cái điểm này Đức Phật cũng nhắc cho chúng ta rất nhiều, là dầu cho Phật pháp đi nữa, thì khi mà chúng ta hiểu cao tôn cao khác rồi thì cũng đừng có quán cố chấp. Đừng có chấp đó, cái pháp môn này tôi tu hay hơn, tôi thực hành hơn pháp môn này đó, thì đó không được. Cũng như nói cách nôm na bây giờ đó, đừng có nói là cái này tôi hay hơn, cái chùa này tôi tốt hơn, hay cái pháp này tôi tu hơn, tôi đó không được. Những pháp môn nào mà mình thấy hợp với mình thì cứ việc tu, mà đừng có nên khinh những cái pháp môn khác. Ví dụ như chúng tôi thấy đó, mà chắc là quý vị cũng có nghe, người tu thiền thì chê người tu tịnh độ, người mà tu cái pháp môn này thì lại bài bán cái pháp môn kia, đó là cái pháp môn đó còn thấp. Cũng như quý vị nói, nghe người ta nói là tu thiền mới là đúng, còn tụng kinh niệm Phật đây là không có đúng, là sai. Đúng hay là không đúng là do mình làm. Những pháp môn nào để lại đều là tốt hết. Ăn thua nó mình. Tôi nói thí dụ như cái nhà này, nó có bây giờ nó có là, thôi mình nói thí dụ đi, bốn phía nó có là 80 cửa, phía 4 cửa. Thì ai ở gần mấy này thì cứ vô cửa mấy này, nó có mắc mớ gì đâu. Gặp cái nhau là gặp cái giữa này nè. Chứ đừng có nói không không, cái cửa này còn nhỏ, tụi mình cố gắng tôi qua cái cửa này, tụi mình vô ít thêm cũng vô cái này thôi. Sự tu tập nó cũng vậy. Đừng cứ đứng bên này chơi bên kia. Người nào mà mình nghe họ, quý vị ra nghe họ, dầu đó là ông sư cũng vậy, hay là nghe ông gì cũng vậy hết rồi, mà còn chê ở tu cái pháp này mà đúng, cái pháp mấy người đã tu tập tu học, một cái mà người ta chắp tay người ta xá tượng Phật cũng là cái đúng, cái hay của người ta, không có chê. Chứ đừng có nghĩ đó rằng là ăn chay trường mới là tu cao, còn ăn chay kỳ là tu thấp cũng được. Chưa chắc ăn chay trường mà tu cao hơn người ta. Ăn chay trường mà rồi ai nói gì động tới thì đủ, ăn thua đủ, thấy không? Còn người ta ăn chay ngày có mấy, một tháng có mấy ngày thôi, nhưng mà ta hiểu là nói gì nói bỏ qua, thế đó ăn thua nó cái hành trì thôi. Cũng như là nói mình tu thiền cao hơn là các pháp môn khác, chưa chắc. Nếu mà mình hành cho thiệt đúng á, rồi nó thể nhập chân lý thì còn được. Còn nếu mà thiền nói chủ trương thiền thì mà hành thiền một bữa bỏ năm ba bữa thì làm gì mà nó kết quả tốt. Còn ví dụ bây giờ những người tụng kinh mà người ta nhất tâm nhất đức, ta nói ta y giáo phụng hành, y nhân y đạo mà ta làm, thì tất nhiên sự tụng kinh nó vẫn là kết quả tốt. Cho nên nói cách dễ hiểu, đạo đừng có ố đạo. Ố là ghét, là ganh, hay là chê, mình phải tôn trọng. Vì vậy cho nên chẳng những bà con, huynh đệ, anh em trong đạo Phật thôi, mà đối với các đạo khác cũng vậy nữa. Mình cũng không có nên phân chia làm chi. Cái món ăn tinh thần, ai muốn ăn thứ gì cũng vậy. Thấy không? Chỉ sợ là sợ thế này nè, sợ người ta không biết cách ăn. Thế không biết thì sợ đó thôi, chứ còn thiệt là món ăn nào cũng là no hết, đạo nào cũng tốt hết, chỉ là sợ là cố chấp á. Như nói tới đây tôi còn nhớ trong kinh Bách Vụ có cái mẫu chuyện nó ngộ lắm. Nó có một cái ông đó, ông tới một người bạn thăm, và cái người bạn đó cũng thân lắm. Rồi ông ta tới thăm, gặp cái bữa ăn cơm trưa thì cũng nấu đồ ăn để đãi bạn tới, mà lâu ngày mới tới thăm. Nhưng mà quên nêm, nấu thì nấu mà quên nêm muối, ăn nó lạc. Rồi trong lúc đó cái người bạn gọi là cái ông khách đó, ông nói sao đồ ăn lạc quá, ăn nó vừa miệng.
Thì ông chủ đó ông nghĩ là ông nghĩ rằng quên nên ông lấy chút muối ông nêm vô, nêm vô cái đồ ăn đó thì lại ăn thấy nó vừa miệng nó lại ngọt. Thì cái ông khách đó ông mới nghĩ rằng, ông nhìn qua ông nói rằng muối chỉ nêm có một chút như thế này mà nó ngon như thế này, nếu mà muối này mà mình ăn nó nêm nhiều hoặc là mình ăn muối không thì nó ngon cỡ nào nữa. Ngu nó cỡ đó là ngu vậy. Thành ra ổng về nhà, ổng về nhà ổng chưa là gì đó, ổng lấy bún ăn miệng đồ dột hết rồi, có nghĩa là khát nước là bao nhiêu ngày khác. Nói cái mẫu chuyện đó là Phật muốn nói ra, Phật chỉ cho người đời. Còn người đời là gì? Phải hiểu, đừng có để kiêu thái quá ha? Mà phải khôn ngoan chút, biết rằng cái vật gì đã làm tới mức đó, độ đó thôi, chứ đừng có nên nó đi quá mất đi, mà làm cho theo giáo pháp của Phật cũng vậy nữa. Nghĩa là nghe người ta nói rằng kêu là cái gì đó, tiếp thực dễ tu. Tiếp thực nghĩa là bớt ăn là dễ tu, hay là Đức Phật dạy nghĩa là nên ăn nọ đó, để cho khỏi cái phiền phức. Những cái người ngoại đạo khác nghe Phật nói vậy đó, họ về họ nghĩ rằng nếu mà tiếp thực bỏ ăn một ngày ha, nghĩa là chỉ còn ăn còn một bữa, mà nghĩa là thành Phật như vậy. Còn nếu mà bây giờ mình đừng cứ ăn, mình ăn nghĩa là đừng cứ ăn, mình tuyệt thực đi, chừng tuần lễ hai tuần lễ chắc mình thành Phật cao lắm. Nghĩa là đặc biệt lắm. Đức Phật muốn nói cái vấn đề tu tập đó, nghĩa là phải đi từ từ, nhưng mà lúc nào cũng phải sáng suốt. Đừng có nên kêu là một là dục tốc là cũng không được, mà quá giải đại có nghĩa là chảnh mạng biến nhát cũng không được. Đi từ từ cho khéo thì cái con đường tiến tới giải thoát, tiến tới cái chỗ mà gọi là sáng suốt giác ngộ cách dễ dàng. Trong đoạn này thì Đức Phật nói thêm về cái phần thứ 22. Đức Phật nói rằng cái vấn đề không có một cái pháp nào mà mình có thể được cách dễ dàng đâu. Ở trên kia là bát, cái vấn đề mà Đức Phật nói pháp. Còn Đức Phật nói rằng có cái pháp gì mà mình được. Người tu tập mà còn muốn cái gì, còn muốn cái tâm muốn được á, thì chưa phải là cao. Thành đạo Phật nó màu nhiệm chỗ đó, mà nó khó chỗ đó. Quý vị nên nhớ, đầu tiên mà nếu mà mình bảo rằng không có ham muốn thì làm sao tu tập được. Nhưng mà khi tu tập rồi cao lên á, thì cũng đừng có nghĩ rằng cái quả vị đó mình chứng hoàn toàn. Cho nên trong cái phần thứ 22 này nó không có cái pháp gì mà mình có thể được hết, nó tự như à. Cái chỗ này tôi phải giảng, không tôi không giảng được cái gì nghi. Có chỗ khác nói rằng mình cũng như cái người trở về nguồn. Ta nói con câu như thế này nè, quy y là trở về, chữ y á là nương tựa, chứ quy là trở về, chứ y là nương tựa. Cũng như người đi tha phương cầu Phật, nay trở về với cố hương, kẻ lạc đường trong đêm tối, nhờ cái ánh sáng của trăng sao, liền quay lại con đường trắng. Cái ý đó là để nói cái câu, mấy cái câu đó nói như thế nào. Thiệt ra mình tu tập là mình trở về lại cái tánh sáng của mình từ ngày xưa có, mà vì mình chưa có khai thác được, chưa có trở về, chứ không có gì lạ hết á. Có những người hỏi chúng tôi như thế này, hỏi chứ như tu tịnh độ thì có cầu về quả Phật, hay là tu các pháp môn khác thì có cái chỗ mình quy hướng, nhưng mà tu về thiền thì lấy cái chỗ nào quy hướng? Ý cái họ, ý mấy vị đó hỏi như vậy nè, mấy vị niệm Phật, mấy vị tụng kinh ha, thì tới cái ngày mà gần năm chung thì người ta tụng kinh niệm Phật, người ta tiếp độ. Còn những cái người mà tu thiền, thật sự tu thiền á, thì cái lúc gần chết á, sanh về đâu, còn về đâu, cái câu hỏi nó cũng hay lắm. Nhưng mà vì chưa hiểu đạo,
cái sự thật đó. Khi tâm chúng ta mà đã sáng suốt giác ngộ rồi đó, gọi là thiền, thiền diệt mà đi tới cái chỗ cao rồi đó, thì lúc bây giờ cái tâm sáng. Mà cái tâm sáng thì đi tới chỗ nào do quyền mình quyết định. Còn vì tâm chưa sáng cho nên mới phải cầu nguyện về sanh về quả Phật Di Đà, chính phẩm sen vàng ấy mẹ cha. Đó là tại vì cái tâm mình chưa sáng. Thấy không? Nói như vậy để bổ túc cho quý vị biết rằng khi tâm mình sáng rồi thì cái sự tu tỉnh nó ở đây trong đó đâu. Nói Tây Phương tịnh độ nè, nói Niết Bàn ở đâu, không có, chính mình. Khi mà tâm của mình sáng rồi thì chỗ nào cũng là quả Phật, chứ không phải bỏ cái cõi này mà đi tìm qua một cái cõi thế giới nào khác nữa đâu. Có cái chuyện đó là cái chuyện mà chứ là trừu tượng đó, nhưng mà trên thực tế Phật dạy á, thì cái tâm mình đã sáng suốt rồi thì chỗ nào cũng là Phật pháp đó, chỗ nào cũng là sáng suốt đó. Cho nên trong này không có một cái pháp nào có thể được. Này cũng tôi Bồ Đề, những pháp trong thế gian và pháp xuất thế gian đều là tạm để mà giảng thôi, hay là tạm để mà có thôi, chứ không có một cái pháp gì mà tuyệt hết. Cho nên ngài Tu Bồ Đề bạch cho Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, Phật có được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Phật có chứng được quả Bồ Đề không? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: thiệt ra nếu mà nói chứng cái quả Bồ Đề có thiệt, hay là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác có thiệt á, thì cái đó chưa phải là quả vị Phật, chưa phải là Bồ Đề. Cũng như bữa trước mà quý vị học Bồ Đề bổn vô thọ đó, Bồ Đề mà còn có cây á thì cái này nó tróc gốc cái cây đó. Bồ Đề nó không có cây, món thịt là Bồ Đề. Bồ Đề bổn vô thọ nhưng cái nhật phi đài đó quý vị nghe rồi, bổn ra vô nhất nhập hành xứ nhất tầng hai đó, của ngài Lục Tổ Bồ Năng đó. Rồi Đức Phật nói đúng như vậy này ông Tu Bồ Đề, tôi đối với cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến không có một cái pháp nhỏ nào mà có thể được, mà khi hiểu như vậy đó mới được trọn vẹn cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là nghĩ như thế nào? Ngay cái sự tu chứng của ngài đây hơn cao hơn quý vị lắng nghe các ông tôi. Cái này nó rất là, nếu không khéo á, thành trở thành như là, cũng như là mình không có cái gì để mà bám biếu. Thấy không? Ở đời người ta thích có cái gì để mà bám biếu. Cái sự thật, khi tâm chúng ta hoàn toàn sáng suốt giác ngộ rồi á, thì kêu là không có cái gì đáng cho mình trở lại. Hiện bây giờ tại vì cái tâm mình chưa sáng suốt giác ngộ, rồi mình lo cái này, lo cái kia, tính cái nọ, đủ thứ tính, đủ kiểu tính toán hết. Nên nếu mà mình sáng suốt chắc rồi, thì vì vậy cho nên mỗi ngày tu tập, mỗi ngày cái trí quá phải nó sáng. Từ chuyện thế gian cho đến chuyện xuất thế gian, cứ như vậy đó, một tháng 30 ngày, một năm mấy trăm ngày nè, 365 ngày á, thì cứ mỗi ngày một sáng suốt rồi. Thì lo gì mình tu tập như thế cùng 5 năm, 10 năm là thấy mình đang ngon là được không? Đi đâu có hậu quán rồi, có đâu phải ít. Là phải làm sao á, là phải cho mỗi ngày một tiếng, dù cái tiếng đó khoái cần nhiều nhưng mà phải có một mức đầu tiên. Rồi, bây giờ trở lại vấn đề là dù chúng ta có làm chùa, có tạo tượng, có đúc chuông, có làm pháp hộ đạo tràng đi nữa, thì cũng là để cho người đời tìm làm sao để cho cái tâm này càng ngày nó càng vững. Bao nhiêu những cái phương tiện bên ngoài như tụng kinh, mai sao, tất cả những cái gì mà có làm phước làm đạo bên ngoài đó, cũng là cầu cho cái tâm của mình và cái tâm của mọi người xung quanh mình đều được trụ, được như là chủ đó, tự chủ đó. Tu tập mà không có cái đức tánh tự chủ á, là không đi tới đâu, không có kết quả được. Nên mỗi một việc gì mình phải tự chủ để mà hành,
thì cái việc đó sẽ tới. Thì quý vị trong khi nghe giảng kinh cũng như hàng ngày quý vị ở nhà như vậy, hay là đến chùa cũng vậy, mình gắn nhiếp tâm ở trong ba nghiệp lúc nào cũng giữ cho nó thanh tịnh, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ như Thượng Tọa Thanh Từ, ông có viết ở trong mấy quyển sách đó, ông nói các chuyện, ông nói hơi táo bạo xuống, nhưng mà hay, chúng tôi thấy hay. Ngài nói rằng mỗi người sống trên thế gian này ai cũng phải bị một cái bản án hết. Cái bản án đó nó là gì? Bản án tử hình. Nghe nói nhiều nhiều quá mà thiệt. Bản án tử hình á, ai cũng phải có cái bản án đó hết, là bởi vì sanh ra con người rồi. Nếu người nào cũng cứ lo sợ cái bản án tử hình đó nó đến với mình đó, thấy không, thì cái sự tu nó dễ tiến. Cái này người đời người ta không nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta, ví dụ như bây giờ vậy nè, mình nói cái thí dụ như này, người nào họ có tội mà kêu án họ nhất định là phải tử hình cái ngày nào đó, thấy không, thì về tới nhà không bao giờ gây gỗ với người trong nhà, không bao giờ, bởi vì lo lắm, lo bây giờ phải làm sao để mà tới thế nào, để nếu không khéo á thì cái bản án tử hình đó nó sẽ đưa tới. Vì vậy cho nên Thượng Tọa Thanh Từ mới nêu cái đó ra để làm gì, để cho biết rằng nếu không khéo, không lo, không biết sắp đặt á, thì không ai tránh khỏi cái bản án đó. Mà nếu người nào biết tôn, biết niệm, tâm hồn được sáng suốt, có thể hủy được cái bản án tử hình. Là ý muốn quá cái gì? Người mà hãy nghĩ tới một cái chuyện gì mà nguy hiểm nó tới, phải làm sao để giải quyết cho cấp tốc á, thì mới là tu tỉnh. Còn mà nếu mà cứ như thế này thì cái sự tu tỉnh nó ít, nó kém, nó không có được nhanh. Mình cứ nghĩ rằng không biết là cái bản án nó tới với mình hồi nào, mình phải làm sao để cố gắng để mà chống án, để mà làm sao cho nó đừng tới với mình, thấy không, thì phải lo tu tỉnh. Mà không ai tránh khỏi cái vụ đó. Cái bản án tự hình là ý từng tội tình tình muốn nói là cái cơn vô thường á, già chết á, cái đó là chết á, không ai tránh khỏi. Cái chết nó có hai cách, sẵn đây tôi nói luôn là chết nhưng mà không chết, đó là người tâm đã sáng suốt. Còn chết để rồi bị cuốn theo cái sự chết nhiều cách nữa, đó là tâm hồn tối tâm. Cho nên khi tâm mình sáng rồi, định đoạt được cái cuộc đời dễ dàng lắm. Muốn trở lại cõi này để mà độ chúng sanh cũng được, hay là muốn thôi bây giờ kêu là về cõi Phật một trong thời gian như tự nguyện mình định đoạt, thứ đó mới là quý. Còn thứ mà còn phải cầu cảnh vang lên tới cái giờ mà ta đi đó, để mà xin đi tới chỗ này chỗ kia, đưa giấy không kịp, xin không kịp, không cho. Còn mình là sẵn có rồi, nó là mình tự nguyên vô nào là thay không. Nó thì gắn phải lo tu tỉnh, chỉ có làm tu tỉnh mới có kinh giá trị. Thì đêm mai cũng như các cái bữa sau, bởi vì kinh Trung Căn nó còn dài, nó còn nhiều lắm, thì quý vị nên nghe để rõ rồi gắn mà thật hả. Kinh này là nói cho chúng ta biết là chúng ta phá ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và tạo nghiệp tướng. Thì hôm thì trước khi giấc lâu thì 9 giờ rồi, để cầu mong cho sau quý vị tinh tiến và thâm nhập kinh tạng để cho trí huệ được như hải. Còn nếu mà thâm nhập kinh tạng không có thâm nhập thì trí huệ như cái mương nhỏ, một cái nước nhỏ. Quý đạo hữu, quý Phật tử nào có hỏi gì không? Đạo hữu Mỹ có hỏi gì không? Hỏi đi Mỹ. Nghe nãy giờ có cái gì hay, cái gì thắc mắc, có cái gì mà chưa? Đạo hữu có nghĩa có nên cái gì cứ hỏi. Còn ít chút nữa, ít phút nữa mình hỏi là mình hầu luôn. Và thưa anh, mình có cái thắc mắc. Vâng. Là khi mà rước cái Phật đó, có dạy cho chúng sinh thì Đức Phật có nói rằng cái gì mà Đức Phật nói ra thì nó mới chỉ là một nắm lá,
còn cái gì mà Đức Phật chưa nói ra thì nó nhìn ra được. Thế mà cái điều đầu tiên ấy, như các cái đạo khác ấy, thì nào người ta đi tìm những nhất nguyên như vị nguyên như tam nguyên gì đó không biết, nhưng mà Đức Phật không đi xa hơn, mà Đức Phật chỉ dạy mình từ cái tứ đại cho đến cái ngũ uẩn, từ đâu con người có thể hiểu được. Trên nữa Đức Phật không dạy, nếu mà Đức Phật nói trên nữa ra thì có thể nghe được, nhưng mà nghe anh đó rồi chết rồi, không có làm cái gì. Bởi thế cho nên sau này đó có một nhóm chúng tôi có được thảo luận cùng với các vị đó, thì tất cả những cái gì còn lại đó không phải là Đức Phật không biết, mà Đức Phật ngôn được để đó rồi, đến cái khi mà những cái người tu chứng được thì sẽ biết. Tôi nhận định sao? Như thế này, tất cả những cái gì mà nó tập hợp thành con người đó, nếu mà bây giờ mình tháo gỡ ra đến cái mức đất nước gì đó thì được, thế nhưng mà đất còn tháo nữa, rồi cũng tháo hết là tháo hết, cuối cùng á thì nhân loại ngày hôm nay mới hiểu được đến cái nguyên tử thôi. Mà đã tháo hết thì cái nguyên tử cũng còn phải tháo nữa, không nữa còn điện tử. Như vậy á thì vô thở đắc ở cái chỗ đó khó thì nói được. Khó, cái đó phải dùng cái tí thôi. Dạ, cái chứ còn cái khó nói lắm. Vậy, chỉ cần thắc mắc rồi cho anh thầy có thấy đúng. Vâng, thì đúng, mà với lại cái này sẵn đó tôi giải rộng ra cho. Bị việc thiệt ra như hồi nãy tôi nói đó, là Đức Phật nói Pháp là kêu là tùy cơ để mà thuyết giáo. Dạ, đúng rồi. Những gì Đức Phật nói đúng cũng cái chỗ nói vậy đó. Giáo lý Đức Phật nói coi như là những cái lá mà nắm trong tay. Còn những giáo lý mà Đức Phật chưa nói cũng như cái lá đang mà rụng, mùa thu nữa rụng xuống nó biết hàng ngàn cái số. Thế nên là bảo thì thiệt ra sợ nói nhiều quá chúng sanh làm không nổi. Thấy không? Có những cái pháp cao thượng, những cái kinh lý cao thượng lắm, cho nên sợ nói ra chúng sanh làm không nổi. Chứ nếu chúng sanh mà làm nổi và tu tập nổi thì Đức Phật cũng không có kêu là thiệt hoài gì đâu. Rồi còn nói tới cái vấn đề gọi là không của đạo Phật, tức là cái chân không diệu hưởng, phân tách như là cũng nói đó, như là từ cái sát thân tứ đại phân tách ra đến đất nước gió lửa, rồi từ cái đó mới phân tách nhỏ ra thì nó giống cũng như là bây giờ mà từ cái nguyên tử rồi họ đi tới cái điện tử rồi phân tử rồi đi tới cái chỗ như là không còn mà có thể thấy được tôi long hư tròn đó. Thì thiệt ra mà nói tới cái mức độ đó là phải có cái trí tuệ cao cường, hay là người ta dùng cái gọi là chứng đắc đó, chứng đắc không? Tuy nhiên khi mà mình diễn tả được cái gì đó thì mình cũng cố gắng diễn tả để cho bà con cô bác các Phật tử nghe. Cái sự thực ra cái đó phải mỗi người tu chứng tiến tới đó thì nó biết rồi, chứ sự thực ra khó mà nói hai là bốn. Tuy nhiên cũng phải cố gắng để mà giải thích, để mà nói hiểu được bao nhiêu hiểu. Còn cái phần hành, cái phần là tiến bộ được kết quả tốt hay không á, là phải do cái gì? Phải do tự chính mình, chứ không phải là đường người khác. Cho nên mỗi người tu chú hiểu biết khác nhau. Còn gì nữa, anh không hỏi gì nữa, con hồi hướng con ngộ hết rồi, anh thao giác ngộ là thôi. Sao giờ xin mời đến đây hồi hướng rồi, vậy là cũng quý cũng mừng rồi đó. Chứ còn hỏi là chưa giác ngộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.
9:06. Sau